Hôm qua ngày 2 tháng 7, Bộ Giao thông Vận tải đã có buổi thẩm định dự án sân bay Quảng Ninh. Theo cơ quan này, thì việc xây dựng sân bay Quảng Ninh là rất cần thiết, nhưng nên kêu gọi đầu tư bằng hình thức xã hội hóa. Theo báo cáo thẩm định, dự án sân bay Quảng Ninh phù hợp với quy hoạch giao thông vận tải hàng không là công trình quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Ninh và khu vực. Do đó, việc xây dựng sân bay này là điều rất cần thiết. Tuy nhiên, Bộ Giao thông Vận tải cho biết hiện chưa thể đầu tư sân bay Quảng Ninh bằng ngân sách mà nên tính đến giải pháp đầu tư theo hình thức xã hội hóa. Trước đó theo quy hoạch, sân bay Quảng Ninh được thiết kế là sân bay nội địa cấp 4E có tổng diện tích 290 ha, vốn đầu tư xây dựng gần 7.500 tỷ đồng. Dự án ban đầu định khởi công vào cuối tháng 3 vừa rồi nhưng đã bị tạm hoãn vì một số lý do.